Để em đứt vlog cho mọi người ha. Em lên nhanh cho mọi người một con custom 70 đời 97. Đời này tem nổi nha mọi người. Logo cánh chim. Full phụ kiện ha, kính bửng gỗ đầy đủ. Cái bô như đập thùng luôn nha mọi người. Zin toàn bộ ha. Anh em mà quan tâm cái dòng custom này thì cứ ới em ha. Hỗ trợ ship toàn quốc giấy tờ thì anh em mình tự lo. Con này em giao cho mấy anh em kia bảo là chạy phê hơn là con cúp 125 luôn mọi người. Tại nó bền, với lại một phần là cái máy nó êm á, nó không hú hí này kia. Anh bao về phần máy nha, con này bốn cục xi nhan như một ha, rất là đẹp. Một kính còn rất là trong nha mọi người. Có đèn, chung là đầy đủ phụ kiện cho anh em mình về chơi thôi. Cam ốc tán này kia sáng sạch ha, nguyên bản. Anh em mà có nhu cầu sử dụng cái dòng xe cổ này cứ liên hệ em. Em còn rất nhiều xe nha. Những cái xe nào mà anh em yêu cầu em sẽ săn tiền cho anh em mình nha. Này là sơn zin, lốc zin nha. Form đẹp. Tép cốp nổi. Cái bô như cái ống inox luôn nha mọi người. Rất là sáng nha. Đụng trước sau không bắn dặm ha. 70cc thì nó êm nhất trong cái dòng custom nha mọi người. Đèn nham, đèn hậu, ba ga này kia là liền lạc cho năm tháng nha mọi người. Zin zin da zin. Đi rồi hết cốc cốc luôn nha. Tất cả đều 7 màu hết. Nói chung là thùng xăng zin luôn, C70. Bột sên này của zin có nhâm nhâm theo năm tháng nha mọi người. Ốc tán sáng đẹp ha. Custom thì nó có đề dễ đi hơn. Là đèn tròn, anh em thích đèn tròn. Cũng có nhiều anh em thích custom. Custom này chị em phụ nữ đi cũng được, những người lớn tuổi chân hơi yếu đi cũng được. Bấm đề là nổ thôi.